Xin chào anh chị, thì hôm nay em về thêm mẫu Coron Roda. Cái mẫu này là mẫu của hàng của Malaysia, hàng chính hãng, được sản xuất lại theo mẫu kính cổ xưa anh chị nhé. Hàng này là hàng mới nhưng mà chất mạ thì cũng rất là đẹp, được làm theo những cái mẫu kính cổ xưa, nó hàng cao cấp, hàng của Malaysia chính hãng, lớp mạ rất là bền. Thì các anh nào đeo kính cơn rồi thì biết hàng của Malaysia thì lớp mạ nó cũng khá là ok đấy ạ.